xin chào quý vị. Và bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục món ngon. Anh Quốc ơi, với cái thời tiết mà chuyển sang mùa đông thế này, nó hơi lạnh lạnh, se se, thì có cái món ăn nào mà vừa ấm bụng nè, vừa hợp với không khí mà vừa bổ dưỡng không anh? Thật ra đối với những thời tiết mà se lạnh như vậy nè, thì chúng ta phải cần cung cấp năng lượng cho cơ thể chúng ta để cho nó cân bằng và để cho cơ thể chúng ta ấm lên. Và để làm được đó thì chúng ta phải tốt nhất thì chúng ta nên làm những cái món tiềm, những món hầm, thì trong đó nó có rất là nhiều chất bổ trong đó, thì tự động nó sinh ra năng lượng cho cơ thể chúng ta. Vậy bây giờ mình sẽ làm món gì cho quý vị khán giả? Thôi bí mật cái xíu đi, mình đi mua đồ thì xong mình về trường quay mình sẽ giới thiệu luôn. Thời tiết lạnh cũng là lúc cơ thể chúng ta dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn thông thường như cảm, sốt, sổ mũi. Và một trong những cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất, rẻ tiền nhất chúng ta hay áp dụng đó là sử dụng các loại rau củ quả. Và chúng ta nên sử dụng đa dạng các cái màu sắc khác nhau, các cái loại củ quả khác nhau và các cái thành phần khác nhau. Như vậy nó sẽ đa dạng về mặt các cái nhóm vitamin, chúng ta hội đủ vitamin tan trong nước, vitamin tan trong dầu như vitamin A, vitamin D, vitamin E và vitamin nhóm B, nhóm K. Thì các cái hỗn hợp vitamin này kết hợp với các vi khoáng có trong các loại rau củ quả cũng như các cái loại chất xơ, thì hỗn hợp những thành phần này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta có thể chống chọi, có thể tăng sức đề kháng và như vậy thì chống chọi được các cái loại nhiễm khuẩn thông thường. Nhìn thấy rất là nhiều nguyên liệu với các loại rau củ quả màu sắc rất là bắt mắt cùng với bắp bò, nhưng mà Nhật vẫn chưa biết được anh định làm món gì đây, cái quý bí mật hoài à. Thực ra với cái nồi áp suất này thì chúng ta sẽ làm món bắp bò hầm với rau củ quả. Chúng ta sẽ có một cái bắp bò nè, củ dền, cà rốt, su hào, củ cải trắng, hành tây, su su, cái ớt sừng nè, cần tây, rồi tương ớt, tương cà, và sau cùng thì chúng ta có một ít hạt nêm. Nghe có vẻ hơi lạ lạ mà cũng khá là hấp dẫn. Cái món bắp bò hầm này Nhật sẽ chờ xem cái mùi vị của nó như thế nào. Bà củ cải, cà rốt, su hào. Còn những cái phần mà đã sơ chế rồi á thì anh sẽ cắt ra. Như lời anh Quốc chia sẻ, cái món này nó thích hợp mùa đông đúng không anh? Đúng rồi. Là mùa mà nó nói em lần lạnh đúng không anh? Và món này á thì nó có những cái nguyên vật liệu như là có ớt nè, có cần tây nè. Đó, khi chúng ta nấu, chúng ta hầm thời gian lâu ra thì nó sẽ làm cho khi mình ăn vào á thì nó giữ ấm cho cơ thể là tốt. Nhật rất là thích món này rồi đây, mà Nhật nghĩ các bạn gái cũng vậy, bởi vì chúng ta chỉ cần ăn một cái món hầm này không thôi mà không cần ăn thêm cơm vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng và vẫn có thể no được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xay những cái phần này ra, chẳng hạn như ớt nè, cà rốt nè, với lại cần tây. Nhật nghĩ rằng là với cái sự hỗ trợ của những cái thiết bị làm bếp hiện đại như bây giờ thì chúng ta hoàn toàn có thể mang đến những món ăn cho gia đình mình vừa giàu dinh dưỡng vừa rất là nhanh gọn. Đây, chúng ta sẽ cho hết cái phần này vào máy xay sinh tố nha. Đây, khi mà nó nhuyễn như vậy đây là mình để đây nha. Khi mình xay sốt xong rồi đó là mình cho hết cái phần rau củ quả cũng như bắp bò mình đã sơ chế vào. Dạ. Rồi, mình cho vào đây. Rồi, bắp bò mình cho vô hết luôn. Cái phần sốt này, cho vào. Nhìn rất là đẹp, em có không? Mà nó thơm lắm, nó vừa tạo màu và nó có cái mùi thơm. Và bên Nhật biết là trong cái cối này nó có chế độ là easy clean luôn, tự rửa cối luôn. Hay quá vậy? Như vậy là nó sẽ làm những cái công đoạn mà không ai yêu thích khi vào bếp, đó là dọn dẹp đúng không anh? Rồi, Mỹ Nhật là lưu ý là đối với cái món bò hầm rau củ quả này á, thì bò là cái nguyên vật liệu mà mình phải cần hầm lâu nhất. Nên chính vì thế mình ưu tiên mình chỉnh cái chế độ là nấu với bò. Đây. Chỉnh chế độ mình cho thực phẩm lâu nhất đúng không? Đúng rồi, xong rồi mình bấm nút start. Dạ. Ủa đơn giản vậy thôi á hả? Chỉ đơn giản vậy thôi. Và với cái thời đại như ngày nay thì nhiều người thích xài nồi áp suất bởi vì nó tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công suất của mình, không cần phải đứng canh món gì chín hay chưa, hớt bò để sợ nó trào ra vân vân. Thì nó rất là tiện. Khi mình nấu nồi áp suất á để cho nó an toàn hơn và nó hiệu quả với nồi áp suất, chúng ta đặc biệt là chúng ta xài thời gian được lâu hơn á, thì chúng ta phải lưu ý đối với những cái loại thịt cá rau củ á, thì khi mà cho vào nồi áp suất thì chúng ta không nên cho quá 3/4 dung tích của nồi. Còn đối với những cái loại mà ngũ cốc hoặc những loại mà nó nở đúng rồi, nó sôi nở như là gạo nếp á, thì chúng ta không nên cho quá 2/3 dung tích của nồi. Còn đối với chất lỏng thì chúng ta chỉ cho là từ 1/2 dung tích nồi trở xuống thôi. Đó, và khi lưu ý là một điều rất quan trọng
là khi nó nồi áp suất thì trước khi mở nắp chúng ta phải xả cái van hơi ra. Và nó sẽ ra hết cái hơi và nó không còn cái hơi bay lên nữa thì chúng ta mới mở nắp nồi ra. Mùi rất là thơm nhưng mà chưa biết vị là như thế nào thôi. Bây giờ anh sẽ múc ra cho mọi người thưởng thức. Rồi mời Nhật thưởng thức nè. Dạ cảm ơn anh. Rất là thơm luôn quý vị ơi. Ngọt ngọt, bùi bùi, thơm nữa. Nhưng nghĩ rằng với cái hương vị này thì sẽ hợp với những cái mùa lạnh lạnh, những cái mùa giao mùa đó. Thì mình sẽ cùng quay quần với cả nhà, mình ăn cái món này, mình kể những cái câu chuyện vui. Chắc chắn cái không khí ấm cúng sẽ lan tỏa trong cả ngôi nhà của chúng ta. Anh có đồng ý như vậy không? Thật sự là cái điều đó là điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà đối với món này thì chúng ta có thể là ăn kèm với cơm hoặc là bánh mì. Dạ. Cũng đều rất ngon. Dạ, rất là hợp lý. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và quý vị khán giả ơi, Nhật nghĩ rằng là đối với những cái công cụ làm bếp hiện đại như bây giờ, cụ thể là cái nồi áp suất này, thì cái việc làm bếp của chúng ta, đặc biệt là những món hầm, sẽ không còn là chuyện lớn nữa, mà nó chỉ thành chuyện nhỏ mà thôi. Nhắc đến đây, Nhật muốn hát hai câu hát trong cái bài Chuyện Nhỏ. Có những lúc món hầm tưởng là chuyện khó, nhưng có nồi áp suất mọi chuyện lại chẳng nhầm nhò. Một chút vui để cho quý vị cảm thấy đỡ mệt mỏi và bắt đầu một ngày mới thật là sảng khoái thôi. Còn Nhật tin chắc rằng là khi quý vị nấu cái món này, quý vị lại càng cảm nhận rõ hơn cái niềm vui đó nữa khi mà cả nhà của mình cùng thưởng thức và cùng bồi bổ sức khỏe bằng những món ngon này nhé. Chúc quý vị thành công và xin chào, hẹn gặp lại.